Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày tới, các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên chỉ xuất hiện mưa phùn cùng sương mù nhẹ lúc sáng sớm. Nền nhiệt tăng lên ở ngưỡng từ 18 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Sau đó, từ chiều tối ngày 18, khi không khí lạnh được tăng cường, mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên cùng nền nhiệt giảm trở lại. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây mở ra nên trong hai ngày tới có nắng sớm và cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ trưa chiều cao, dao động từ 29 đến 32 độ. Cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Từ khoảng chiều tối ngày 18 tháng 3 khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ lại có xu hướng giảm. Với các tỉnh miền Trung, trong khoảng hôm nay đến ngày 18 tháng 3, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết tạnh giáo với mức nhiệt cao nhất ở trong ngưỡng 29 đến 32 độ. Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây với mức nhiệt trên 35 độ. Sau đó từ khoảng ngày 19 tháng 3 trở đi, khối khí lạnh ở phía Bắc dồn xuống sẽ khiến cho khu vực có mưa rào trở lại, nhiệt độ vì thế sẽ giảm. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 2 ngày tới cũng phổ biến tạnh giáo ít mưa với nền nhiệt ngày đêm dao động từ 22 đến 33 độ. Từ ngày 19 tháng 3, mưa rông trên khu vực cũng tăng lên cùng nền nhiệt giảm nhẹ. Đối với vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới chịu tác động của khối khí ổn định trên cao nên tiếp tục ít mưa, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tại đây dao động trong khoảng 18 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Tại các tỉnh thành Nam Bộ cũng phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều với nền nhiệt dao động trong khoảng 23 đến 35 độ. Ở miền Đông của Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao hơn khoảng 2 đến 3 độ.